có chi tiết mà Nguyễn Khang rất là ấn tượng, đó là Lân Nhã là một người làm nghệ thuật nhưng mà không bao giờ đưa những cái chuyện cá nhân, tình cảm của mình lên trên mặt báo hay là với công chúng. Đây là một điều mà Khang cũng rất là đồng ý và ủng hộ. Anh nói thêm việc vợ chồng của Lân Nhã. Thì vợ chồng của Lân Nhã có ba không, đó là không đưa vợ con lên truyền thông. Nguyên tắc thứ hai đó là không được to tiếng trước mặt vợ, trước mặt con. Các con. Nguyên tắc thứ ba đó là giận nhau thì giận nhưng mà không được ngủ riêng. Cái này em đồng ý, xin lỗi. Cái này trong một cái cuốn sách, trong một cuốn sách mà ông bố ông dạy cho người con á, thì ông có nói một cái câu mà Khang cực bật cười. Ông nói sau này mà con và vợ con có cãi nhau đi nữa thì nhất quyết cả hai không được đổi xưng hô với nhau, không được xưng hô từ anh em chuyển qua mày tao hay là tôi và anh. Cái thứ hai là không được ngủ riêng, bởi vì chính cái giường là cái nơi sẽ gắn kết cái mối quan hệ của cả hai. Cái này giống kinh nghiệm của cưng quá vậy. Đã thấy chưa? Hay quá, giỏi không. Quá, cái này giỏi quá. Học trước. Em nghiên cứu cái vụ đó. Bây giờ chúng ta tạm khép cái câu chuyện này ở đây. Lại là mình xem clip đi. Đây. Phòng này đây. Đây là chỉ có làm đăng ký kết hôn xong rồi làm một cái tiệc giống như là tiệc đám hỏi trong gia đình không thôi. Hai bên vẫn có hỏi, vẫn có ấy đàng hoàng, trao nhẫn đàng hoàng, nhưng mà nó chỉ là một cái tiệc hai bên gia đình thôi. Lúc đó thì em chưa có đủ kinh phí để làm. Và sau khi mà nói chung là sau khi lấy nhau rồi á, sau khi mà lấy nhau xong rồi thì thấy cái chuyện nhà cửa này nọ thì nó quan trọng hơn. Thì em nghĩ là đến một lúc nào đó mình vững rồi thì mình sẽ làm một cái đám cưới. Nhưng mà đó là ý định của em, nhưng mà em có thấy là bà xã em có mong muốn điều đó hay không? Vợ em cũng có, em thấy có mong muốn, là mong muốn có một cái bức hình chụp cưới đúng không? Hai vợ chồng chụp hình cưới này nọ. Thế thì anh nghĩ là nếu mà trong điều kiện mà mình bắt đầu đã có thì nên vun bắp thêm cái tình cảm. Em tính sẽ làm mà. Nhưng mà 1-2 năm nữa là em nghĩ em sẽ làm đó. Cố gắng lên. Thật ra là từ hồi xưa tới giờ, từ lúc quen tới lúc cưới luôn, em cũng chưa bao giờ em nói tiếng em yêu. Vậy hả? Chưa bao giờ nói. Thế sao mà hai người quen nhau hay vậy? Nó có những cái mà chỉ cần mình hiểu nhau là đủ rồi. Nhìn ánh mắt hay là... Thì em nghĩ cái đó là cái cảm nhận á. Thế thì bây giờ ngay lúc này, đây là một cái cơ hội mà có thể nói là có 1-2 đi. Bởi gương mặt nghệ sĩ thì em là
hãy nói thổ lộ với bà xã mình. À, nếu mà có một cái lời để nói với vợ thì em xin nói là anh thương em rất nhiều. Nếu không hát lên nặng lòng xa riêng, nếu không nói ra làm sao biết. Wow. Câu chuyện có rất là nhiều thông tin để chúng ta có thể khai thác. Thôi bây giờ sẽ dành cho người ít nói nhất sẽ bắt đầu trước. Xin mời Hồng Trang. Hồng Trang thấy cô gái cảm nhận câu chuyện của hai người đàn ông nhân vật này thế nào? Thật sự là giữa cái Trang là việc công việc ca sĩ thì Trang không có quen với anh Nhã. Nhưng mà cái sao làm bị chạm tới trái tim là cái tử thương. Chưa bao giờ nói tiếng yêu với vợ. Mặc dù đã quen 11 năm và trong đó là đã về ở với nhau 4 năm và thật sự ngạc nhiên khi mà không hề có một cái đám cưới và cũng không bao giờ nói tiếng yêu, là chỉ nói tiếng thương. Và ngay hẳn khi mà anh Vương nói là bây giờ có nói gì với vợ không thì vẫn một tiếng thương. Và em nghĩ là cái tiếng thương đó nó gấp mấy lần cái chữ yêu. Khi mà Nhã nói cái chữ thương á, Thảo có cảm giác ở đây giống như là cái trách nhiệm của một người đàn ông trong gia đình nó lớn lắm, nó lớn hơn cả một cái tình yêu đôi lứa rất là nhiều. Ở đó còn là một người cha, còn là một người chồng mà cứ đau đớn trong lòng hoài. Bây giờ là vợ rất là mong có một cái tấm hình cưới. Thảo nghĩ rằng là đối với vợ của Nhã thì chắc là vợ cũng không có đòi hỏi là bây giờ sao lâu quá mình không cưới đâu. Nhưng mà bản thân Nhã vẫn cứ nghĩ rằng là đó là một trong những cái điều mà mình cắn rứt là mình vẫn chưa làm được cho vợ. Em hy vọng là anh sẽ luôn giữ được cái chữ thương với gia đình của anh. Có một chi tiết là cái đám cưới đó anh. Thì Nguyên Khang nghĩ là Nhã cũng hơi tự ti vào cái thời điểm mà hai người lấy nhau thì Nhã rất khá là nghèo. Theo chia sẻ thì khá là nghèo nên không tổ chức được một cái đám cưới. Nhưng mà đến bây giờ thì Khang nghĩ là thu nhập của Nhã cũng ổn định. Nhưng mà không hiểu sao anh lại nghĩ là phải 2 năm nữa thì mới thực hiện cái đám cưới. Thì không biết là... như thế này nè, cái nhà của Nhã là hiện tại hai vợ chồng mới vừa xây xong trong khoảng được khoảng cả 1-2 năm nay thôi. Rồi cái việc mà cho con ăn học rồi tả sữa này nọ nó ảnh hưởng. Nó chiếm một khoảng khá lớn. Đúng rồi, cho nên là Nhã mới nghĩ là thôi bây giờ để thông thả thêm 2 năm nữa thì Nhã mới làm điều đó. Bản thân anh này á luôn luôn muốn là cái gì đó nó cũng phải thật sự tròn đầy thì mình mới đúng làm rồi. Kể cả cái cảm xúc khi mà mình muốn hát một bài hát hoặc là mình hát với một nhóm đối tượng khán giả, nó cũng phải là một cái sự căng tràn trong tim để bộc ra từng cái tiếng hát. Em thấy vậy đúng không? Cái này là ủng hộ lẫn Nhã. Tại ví dụ như Trang nè, ví dụ như Trang chuyên về bi kịch chính kịch hơn và tự nhiên thấy vô Trang bên sân khấu hài là toàn khán giả là thích hài không? Ủa đây mình diễn chính kịch bi kịch đây hài người ta không vô. Không như vậy được Trang ơi. Ví dụ như là ảnh đi hát thì khán giả vẫn nghe giọng hát của thì anh. Đúng rồi, vẫn nghe nhưng người ta không có cảm. Thảo nghĩ đây là một cái điều mà Nhã cũng nên mở lòng một chút để có thể cho cái cơ hội đến với mình nhiều hơn. Chính xác. Không, em nghĩ đây là xuất phát từ cái tính an toàn của Nhã. Thì đúng rồi. Đó là như vậy, giống như ngày xưa thì Nhã nói là tại vì ba mẹ ly dị sớm nên cái tính tự lập và cái tính cái nào mà nó chắc nó an toàn, mình thấy cái khả năng nó nhiều hơn, tốt nhiều hơn. An toàn quá nhiều khi thành báo thù. Bây giờ chúng ta tạm khép cái câu chuyện này ở đây. Để suy đoán tiếp theo là Lân Nhã sẽ kết nối với lại ai và sẽ câu chuyện như thế nào. Bây giờ xin mời cô diễn viên Hồng cũng Trang bảo thủ. Cô này là còn bảo thủ hơn Lân Nhã nữa luôn. Thì bây giờ dự đoán xem. Dạ không, từ nãy giờ thì đang nói về cái việc mà đồng điệu thì cái suy nghĩ với lại giả thôi chứ nãy giờ cũng chưa kịp đoán là sẽ kết nối gì với ai. bây giờ là vợ con là không cho lên truyền hình rồi. Dạ đó, khó mà nãy giờ thì là nhắc là bố mẹ là chia tay ly dị đúng rồi. Không thế thì bây giờ theo Trang thì là sẽ kết nối với ai? Không biết, đã nói không biết mà. Thì bây giờ mình là diễn viên là mình bao giờ cũng phải dự đoán được tính cách nhân vật. Biên kịch nữa. Đúng rồi. Đoán thử xem là cái điều bất ngờ nào đó mà chương trình Người Kết Nối sẽ làm cho Nhã. Không, bữa hôm đoán mấy lần rồi người kết nối toàn làm ngược lại. Đúng sai đâu có quan trọng đúng không? Đúng sai không quan trọng mà bị Nguyên Khang lưu hoài à. Cái này á nghĩa là
tại vì gia đình cũng không được rồi nè ha, gia đình trước gia đình sau cũng không được nè, chứ nghĩ là kết nối với một người nào đó mà có cái duyên dẫn dắt anh Nhã vào nghề cũng có đó. Hợp lý. Dạ. Rồi chị Thảo là người phụ nữ hay suy luận nè. Chị thì chị lại nghĩ là chương trình sẽ có một cái cũng giống như là có một cái chuyến đi chơi xa, một cơ hội đi chơi xa dành cho cả nhà. Rồi ở đó là ví dụ như là biển hoặc Đà Lạt gì đó để có set up một cái người chụp ảnh, làm một cái bộ ảnh kỷ niệm cho Nhã. Thực ra đó cũng là một trong những cái điều mà là cậu này muốn làm cho vợ. Tuy nó chưa thật sự là ảnh cưới nhưng mà đó có thể là một điều làm cho vợ anh chàng này rất là hợp lý, happy. Hợp lý. Thảo đang suy đoán là như vậy và Thảo cũng mong muốn một cái điều đó, bởi vì đối với anh chàng này giống như là vật chất nó không phải là cái vấn đề 9-10 nữa, mà cái điều là cảm xúc hiểu. Bản thân vợ chồng, gia đình con cái vui vẻ hạnh phúc với nhau, có được những khoảnh khắc đó. Chốt. Rồi, sao không hỏi anh luôn? Anh đi nhưng mà không biết rồi. Chỉ có Khang thôi, thì bây giờ Khang phải suy nghĩ khác chị Thảo một chút, cũng suy nghĩ thử, hồi nãy cũng nghĩ ra cái phương án đó. Khang thì Khang chỉ nghĩ một điều là Nhã lớn lên trong cái sự thiếu vắng tình thương của cha và mẹ, thì Khang đang suy nghĩ là liệu chăng có bao giờ nhân vật cái chương trình sẽ mời một cái người, một là cha, hai là mẹ, để sự xuất hiện bất ngờ. Tại vì anh này là một người sống rất là trọng tình cảm. Đúng rồi. Cho nên là sẽ có thể là cha hoặc là mẹ xuất hiện rất là bất ngờ và chia sẻ cái câu chuyện đầy nước mắt của mình. Nghe quá, nghe hấp dẫn quá. Thôi bây giờ thì thời lượng đã hết. Thôi mình phát luôn tập sau.